Rồi, mình chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình đến với khu vực của Thạnh Bình, Dòng Ghiền để xem bà con mình thu hoạch lúa nha các bạn. Giống lúa ở đây với cái màu sắc này thì trông rất là đẹp nha. Đây bà con mình xạ chủ yếu là OM18 nha các bạn. Xa xa đó thì khu bùa tơi DC93 đang tiến hành thu hoạch lúa. Bữa nay trời nắng khá là tươi nên là lên máy thì cái màu cũng trông rất là bắt mắt, rất là đẹp. Đây là những cái lam đầu khi mà máy bắt đầu thả chạc. Còn phía xa xa trên đây thì bà con mình cùng với cái biệt đội đi máy kéo đang chờ để thu gom những cái bao lúa mà máy cắt để lại trên đồng. Mấy năm gần đây thì ở quê mình không có còn chuột hay chim cò gì giống như những năm trước nha các bạn. Bởi vì ở dưới quê mình bây giờ người ta xịt với lại người ta bắt hầu như là mỗi ngày luôn. Nào là đặt bẫy chuột, nào là chích điện. Bây giờ cũng còn nhưng mà rất là ít nha. Ủa lúa này bây giờ ở đây cân được ký nhiêu vậy chú? Chú ơi lúa này ký nhiêu vậy chú? Bây giờ á? 7.3 ha. Bây giờ. Bây giờ không biết sụt lên mình không biết. À là lấy cọc trước ha. Cọc trước 7.3. Dạ.
Dạ dạ. Mày coi nè, ba tới đây là vẹo về nữa này, nó vòng vòng cài chặt qua bên đây nè nào. Tôi qua bò vòng bò chậm đó. Đi chứ mày lại máy rồi mày chỉ chỉ nó không biết nó vòng đây đó. Ừ. Máy trên biết sao anh muốn làm gì? Đi lên cùng con trước mình nè. Rồi, nên tiến hành đi thu gom lúa ở trên đồng các bạn. Đó, ở xa xa thì chỉ còn lam một thôi. Ồ, dâu luôn à. Được dốc các bạn. Lúa vô bãi chắc. Trời ơi, kìa. Đây luôn các bạn. Rồi, lắp luôn. Lắp cuối cùng. Chắc ở đây thì gà dễ vào cân nha các bạn. Quá lúc như con rắn thôi. Hiện tại thì máy đang cắt chia cái ruộng ra làm hai phần nữa các bạn, không biết là cắt phía trên kia hay là ở dưới đây trước.
nhiều khi nó cắt chia như thế này, ở dưới đây nó hơi lúng á, người ta sẽ cắt ở trên kia trước rồi mới cắt ở dưới đây sau, đề phòng khi máy có gặp chuyện lúng lầy á, thì ít ra thì nó cũng cắt được nhiều. Rồi chạy vô luôn à, chắc kiểm tra và sửa chữa lại kỹ thuật quá. Vô luôn à.